ơi luôn. Trời ơi, mình đang đứng giữa cái dòng nước luôn, không biết mình nói chuyện mọi người nghe không mà sao nó đẩy rồi. Nước chưa tới đầu gối nữa mà nó mạnh. Rồi nó cuồn cuộn cuộn ghê luôn. Nó mà đẩy xuống kia là xong cái điện thoại luôn mọi người à. Hôm qua đang nạt ở dưới kia chưa xong. Nước đẩy đầu quá. Đang đứng trên cầu luôn mọi người. Cầu đi ra thăm cầu. Hả? Xong chưa? Lên đi thôi. Chiều nay chỗ này đẹp quá. Trời, cứ sung sướng không?